Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 23 tháng 8 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 50. Luyện tập phương án phòng chống lụt bão ở khu neo đậu tàu thuyền. Đồn biên phòng Cà Ròn bàn giao 6 cá thể động vật hoang dã. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 23 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành hội nghị lần thứ 50 để cho ý kiến về các báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các chương trình trọng điểm, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan. Hội nghị đã được nghe dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động số 05 ngày 13 tháng 7 năm 2016 về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020. Theo đó, tỉnh Quảng Bình đã triển khai chương trình bảo đảm theo quy định của chính phủ và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương. Sau hơn 2 năm triển khai, các chỉ tiêu, mục tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Đó là tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 2,24%, đạt 112,4%. Giải quyết việc làm bình quân hàng năm cho 34.996 người, đạt 109,36%. Xuất khẩu lao động bình quân hàng năm 2.872 người, đạt 130,5%. Tỷ lệ lao động nghề qua đào tạo mỗi năm tăng lên từ 2,5 đến 3%, đến cuối năm 2017 là 41,3%. Với các giải pháp đồng bộ, sau hơn 2 năm triển khai, đến nay có 3 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. 100% hộ có khả năng sản xuất kinh doanh, người nghèo, học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo và bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển được vay vốn tín dụng ưu đãi, cấp bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí. Tiếp đó, hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo kết quả chương trình hành động số 06 ngày 13 tháng 7 năm 2016 và số 13 ngày 12 tháng 5 năm 2017 về phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020. Qua 2 năm triển khai, ngành du lịch đã nhận được sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính phủ, các bộ ngành trung ương, sự chỉ đạo sâu sát của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các ban ngành địa phương. Các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch được diễn ra quy mô có chiều sâu, mang lại hiệu quả cao. Năm 2016, do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, tổng số khách du lịch chỉ đạt 1,99 triệu lượt khách, giảm 43% so với kế hoạch. Bước sang năm 2017, du lịch Quảng Bình có sự phục hồi với 3,3 triệu lượt khách, tăng 70,9% so với cùng kỳ. Và 6 tháng đầu năm 2018, tổng lượt khách đạt trên 1,83 triệu lượt, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, có nhiều sản phẩm, loại hình du lịch được phát triển mới và không ngừng nâng cao chất lượng. Với những kết quả đạt được, du lịch Quảng Bình tiếp tục được du khách, báo chí trong nước và quốc tế đánh giá cao. Nhiều bộ phim của các đạo diễn nổi tiếng đã chọn Quảng Bình làm bối cảnh. Quảng Bình cũng được các trang quảng bá du lịch lớn của thế giới bình chọn là một trong 10 điểm đến đáng trải nghiệm nhất của Việt Nam. Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế, trách nhiệm trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các chương trình hành động. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cơ bản đồng tình với dự thảo các báo cáo, đồng thời đề xuất bổ sung một số giải pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, xã, huyện nghèo, vấn đề bảo đảm vệ sinh môi trường trong phát triển du lịch, nâng cao cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch. Kết luận về hai nội dung trên, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cơ quan soạn thảo báo cáo cần bám sát nội dung chương trình hành động, đánh giá những kết quả làm được, chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân của hạn chế yếu kém, làm rõ trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm. Trong chương trình giảm nghèo, cần quan tâm đến hộ nghèo ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Bên cạnh đó, cần tổ chức đánh giá sự chuyển biến của các xã nghèo, huyện nghèo, bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và chương trình hành động để ban hành các mục tiêu phù hợp, làm rõ các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, các chương trình giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển. Ủy ban nhân dân tỉnh cần ưu tiên bố trí nguồn vốn, các chính sách, cơ chế để tập trung giải quyết việc làm. Trong phát triển du lịch, cần phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, duy trì và phát triển các đường bay trong nước và quốc tế, quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch, có các cơ chế chính sách của tỉnh để khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh. Về các giải pháp, cần tăng cường ra soát lại quy hoạch phát triển du lịch gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
phát triển mạnh mẽ các sản phẩm loại hình du lịch mới, tăng cường công tác quảng bá kết nối du lịch. Cùng với các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tham gia ý kiến bằng văn bản để hoàn chỉnh. Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về quy mô diện tích khu đất, đề xuất đầu tư dự án TMS Quảng Bình Resort của Công ty Cổ phần Toàn cầu TMS. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho Công ty Cổ phần Toàn cầu TMS lập đề xuất đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng trên khu đất có diện tích khoảng 160 ha ở xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, phù hợp với đồ án quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035. Dự án được phân kỳ thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thuê đất và triển khai đầu tư các hạng mục phù hợp trên phần diện tích khoảng 8 ha. Giai đoạn 2 thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thuê đất và triển khai thực hiện phần diện tích còn lại sau khi đầu tư hoàn thành giai đoạn 1. Trong quá trình triển khai dự án, nhà đầu tư phải thực hiện đúng cả cam kết và cả quy hoạch hiện hành. Hội nghị cũng đã cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác. Chiều nay ngày 23 tháng 8, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất ở xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới và thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch. Tham gia đoàn có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, đại diện lãnh đạo huyện Bố Trạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội nông dân tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm kiểm tra tình hình tại mô hình sản xuất rau sạch theo phương pháp thủy canh từ nguồn dinh dưỡng tự nhiên, không dùng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật của Công ty Cổ phần Dược phẩm Xanh Đông Dương ở xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới. Mô hình này được triển khai trên diện tích 5,5 ha, trong đó có 2,2 ha rau xanh các loại được trồng trong các nhà kính, thiết kế cho vùng chịu bão lũ và khí hậu khắc nghiệt, áp dụng hệ thống làm lạnh cho nhà trồng, nhằm hạ nhiệt độ trong khu vực trồng các loại rau quả xử lạnh. Số diện tích còn lại công ty trồng các loại cây ăn quả. Qua nắm bắt tình hình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đại diện công ty, lãnh đạo chính quyền địa phương cần phối hợp tạo điều kiện để đơn vị mở rộng diện tích, nâng cao hiệu quả sản xuất. Thăm vườn cam Cao Phong của gia đình ông Bế Văn Mai ở thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương tinh thần mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất đồi. Hiện ông Bế Văn Mai đã trồng được 6 hecta với 3.500 cây cam Cao Phong. Đây là giống cam đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hòa Bình. Qua chăm sóc cho thấy cây cam Cao Phong phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, ít bị tác động bởi thiên tai gió bão. Hiện vườn cam của ông Bế Văn Mai đã có nhiều cây đã cho quả và dự kiến Tết Nguyên đán tới sẽ là vụ thu hoạch đầu tiên. Qua nắm bắt tình hình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị hộ gia đình cần tích cực tìm hiểu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Đồng thời, ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương cần tạo điều kiện hỗ trợ cho hộ dân phát triển sản xuất và hướng dẫn tuyên truyền để nhân rộng những mô hình sản xuất có hiệu quả. Sáng nay ngày 23 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể. Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh chủ trì cuộc họp. Tính đến ngày 30 tháng 6, Quảng Bình có 818 tổ hợp tác, tăng 20 tổ so với cuối năm 2017, có 267 hợp tác xã với gần 123.000 thành viên và 3.630 lao động trực tiếp tham gia với tổng số vốn gần 3.800 tỷ đồng. Hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, khai thác trên biển, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp. 6 tháng đầu năm, kinh tế tập thể tiếp tục khẳng định được vai trò quan trọng trong việc tác động hỗ trợ sản xuất kinh tế hộ ngày càng có hiệu quả. Bên cạnh đó, các hợp tác xã tiếp tục đổi mới phương thức kinh doanh, mở rộng thị trường nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu lao động, đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tổ chức nhiều lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, nghiệp vụ chuyên môn cho các xã viên, tạo điều kiện để các hợp tác xã tham gia hội chợ trong và ngoài tỉnh, liên kết giữa các hợp tác xã với các doanh nghiệp để tạo ra các chuỗi giá trị sản phẩm. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể đã có bước củng cố từ tỉnh đến cơ sở. Tuy nhiên hiện nay, nhiều hợp tác xã hoạt động vẫn còn mang tính hình thức, tăng trưởng chưa ổn định, quy mô nhỏ lẻ, dịch vụ chưa đa dạng, thương hiệu sản phẩm chưa được quan tâm đúng mức. Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh đánh giá cao vai trò và những kết quả đạt được của các hợp tác xã trong thời gian vừa qua. Để kinh tế tập thể ngày càng phát triển, đồng chí Lê Minh Ngân nhấn mạnh. Cấp ủy Đảng, chính quyền cả địa phương và Liên minh hợp tác xã tỉnh cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo về phát triển kinh tế tập thể, xem đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các nghị quyết chỉ thị của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, tiếp tục tăng cường triển khai thi hành luật hợp tác xã năm 2012, hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế tập thể trong cả tổ chức kinh tế và nhân dân,
xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với các chuỗi giá trị sản phẩm, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá thương hiệu, tập trung phát triển, thành lập hợp tác xã mới trong các ngành nghề mà người dân có nhu cầu, tạo điều kiện về vốn cho xã viên hợp tác xã thông qua các tổ chức tín dụng, tuyệt đối không hỗ trợ kinh phí cho các hợp tác xã để các hợp tác xã tự nỗ lực vươn lên. Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy năm 2018. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo về công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh, tình hình tội phạm và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới. Ở tỉnh Quảng Bình, trung bình mỗi năm các cơ quan chức năng bắt và xử lý trên 150 vụ liên quan đến ma túy. Tội phạm về ma túy đã xuất hiện ở hầu hết các địa phương, ngày càng diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, khiến cho việc đấu tranh xử lý của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung giới thiệu các kỹ năng tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, các cơ quan báo chí cần bám sát thực tế để phản ánh về công tác phòng chống ma túy ở các địa phương, đơn vị, tập trung giới thiệu các tập thể cá nhân điển hình, những mô hình hay, cách làm mới trong công tác phòng chống ma túy. Hôm qua ngày 22 tháng 8, Huyện ủy Quảng Trạch đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng để sơ kết đánh giá tình hình thực hiện 4 chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24, nhiệm kỳ 2015-2020. Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện 4 chương trình hành động của Đảng bộ huyện về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp giai đoạn 2016-2020. Dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, lấy đổi mới công tác quản lý làm khâu đột phá và chương trình giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, tạo việc làm. Với sự quyết tâm cao của toàn đảng bộ, sự nhiệt tình hưởng ứng của người dân nên nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt tiến độ đề ra, như tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt trên 11%, thu ngân sách bình quân hàng năm đạt trên 115% kế hoạch, sản lượng lương thực đạt trên 39.000 tấn, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 2,39%, kinh tế chuyển dịch đúng hướng và có bước tăng trưởng khá, văn hóa xã hội, y tế giáo dục có nhiều chuyển biến, đời sống nhân dân được nâng cao, quốc phòng an ninh cơ bản được giữ vững, công tác xây dựng đảng được chú trọng. Hàng năm có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ. Tại hội nghị, Thường trực huyện Quảng Trạch yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể đề ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thẳng lời các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình hành động của Đảng bộ huyện trong những năm tiếp theo. Huyện ủy Quảng Ninh cũng vừa tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Ninh lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020. Có 17 trên 20 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng tăng bình quân 8,1% một năm, giá trị khu vực dịch vụ tăng 13,4%, giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng bình quân 4,1% một năm, sản lượng lương thực năm 2017 đạt 49.440 tấn, dự kiến năm 2018 đạt 50.036 tấn. Toàn huyện có 950 hectare, có thu nhập 100 triệu đồng một hectare. Thu ngân sách năm 2017 đạt trên 96 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng một người một năm. Về xây dựng nông thôn mới, phần đầu đến cuối năm 2018 có 9 trên 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 3.650 lao động một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,45%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 64,7%, 14 trên 15 xã thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 71%. Công tác cán bộ đã có chuyển biến tích cực. Việc luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, chất lượng cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử ngày càng được nâng lên. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thẳng thắn, nhìn nhận một số tồn tại hạn chế cần khắc phục, từ đó đề xuất các giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện trong thời gian tới. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh cũng đã bầu bổ sung một ủy viên Ban thường vụ huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Hôm qua ngày 22 tháng 8, huyện Lệ Thủy cũng đã tổ chức hội nghị sơ kết hai chương trình kinh tế xã hội trọng điểm, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và phát triển dịch vụ du lịch giai đoạn 2016-2020. Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết của Đảng bộ huyện, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo của huyện Lệ Thủy giảm hơn 2%, giải quyết việc làm cho gần 12.300 lao động.
tỷ lệ người lao động được đào tạo đạt 40,3%. Dịch vụ và du lịch phát triển đáng kể, tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Để hai chương trình này phát huy hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đã đề ra nhiều giải pháp. Ngoài việc kêu gọi nhà đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện khuyến khích người dân tự đầu tư và phát huy nội lực, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Luyện tập phương án phòng chống lụt bão ở khu neo đậu tàu thuyền. Đồn biên phòng Cà Rong bàn giao 6 cá thể động vật hoang dã. Khi giới trẻ sống xanh. Thưa quý vị và các bạn, khu neo đậu Cửa Phú thuộc khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Nhật Lệ có quy mô neo đậu tránh trú bão cho 270 tàu cá. Từ khi đi vào hoạt động tháng 9 năm 2016 đến nay, số lượng tàu cá vào tránh trú bão ở khu neo đậu Cửa Phú không ngừng tăng lên. Để thuyền viên, chủ tàu cá và cán bộ ban quản lý cảng cá Nhật Lệ phối hợp tốt với các lực lượng có liên quan trong việc neo đậu tránh trú bão, hàng năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên tổ chức việc luyện tập phương án điều động sắp xếp tàu thuyền phòng chống lụt bão tại khu neo đậu Cửa Phú. Tham gia luyện tập có cán bộ Ủy ban nhân dân các xã Bảo Ninh, Quang Phú và phường Hải Thành, ban quản lý cảng cá Nhật Lệ và 15 tàu cá cùng thuyền viên và ngư dân trong vùng. Nội dung luyện tập là phương án điều động sắp xếp tàu thuyền tránh trú bão tại khu neo đậu Cửa Phú với tình huống giả định được đặt ra là bão được dự báo sẽ đổ bộ trực tiếp vào Quảng Bình. Tàu thuyền của ngư dân di chuyển vào khu neo đậu để tránh bão. Các lực lượng theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công tổ chức hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền vào neo đậu tránh trú bão, chẳng buộc đúng quy định kỹ thuật đảm bảo an toàn. Diễn tập như thế này để mình sắp xếp là những cái tàu to thì đâu về tàu to, mà tàu nhỏ thì đâu về tàu nhỏ, để cho cái lúc mình mà có sóng gió là mình dễ xử lý là trong cái khu neo đậu này. Buổi luyện tập đã phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong việc điều hành tàu cá vào neo đậu tránh trú bão và công tác cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự an toàn tại khu neo đậu Cửa Phú, đồng thời nâng cao năng lực phòng tránh, ứng phó và xử lý tình huống khi có bão lũ, thiên tai, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra đối với nghề cá, chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người và các tàu cá hoạt động thủy sản trên sông, biển của tỉnh và các vùng biển lân cận trong khu vực. Đồng thời thông tin đến các thuyền trưởng, chủ tàu thuyền các nội quy, quy định về khu neo đậu và quy định kiểm tra kiểm soát tàu cá theo tiêu chuẩn châu Âu. Đây là diễn tập, tuy nhiên so với cái tình hình thực tế khi lũ bão xảy ra thì một số lượng là tàu vào rất lớn, ban quản lý cảng cá Nhật Lệ sẽ lên một cái phương án rất chi tiết, cụ thể và bố trí lực lượng hướng dẫn cho tàu vào đúng cái vị trí, chẳng buộc là đúng quy định kỹ thuật. Đây là lần thứ ba Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý Cảng cá Nhật Lệ tổ chức luyện tập phương án điều động sắp xếp tàu thuyền phòng chống lụt bão tại khu neo đậu Cửa Phú thuộc khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Nhật Lệ. Trung tâm Cửu Hồ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa tiếp nhận 6 cá thể động vật hoang dã từ đồn biên phòng Cà Rong, bộ đội biên phòng Quảng Bình. 6 cá thể động vật hoang dã được đồn biên phòng Cà Rong, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Phong Nha - Kẻ Bàng, bao gồm 1 cá thể cây voi móc có trọng lượng khoảng 1,5 kg, 2 cá thể rùa đất Pulkin có tổng trọng lượng 0,9 kg, 3 cá thể rùa sa nhân có tổng trọng lượng 1,95 kg. Trước đó vào ngày 20 tháng 8, trong lúc tuần tra dọc đường mòn khu vực biên giới, tổ tuần tra của đồn biên phòng Cà Rong phát hiện và thu giữ 185 cân và dây bẫy thủ sang bắt động vật hoang dã, làm bằng dây phanh xe đạp, và 6 cá thể động vật hoang dã nói trên. Sau khi tiếp nhận cả cá thể động vật hoang dã này, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ tiến hành chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về môi trường tự nhiên khi điều kiện cho phép. Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã cứu hộ gần 90 động vật hoang dã và thả về môi trường tự nhiên 39 cá thể, góp phần rất quan trọng vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng. Đẩy mạnh kiểm soát, phát hiện và xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đó là yêu cầu của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình tại kế hoạch số 109 ngày 20 tháng 8 năm 2018.
Theo đó, các đơn vị chức năng cần tăng cường kiểm tra kiểm soát tại cả khu vực cửa khẩu, tuyến đường thường xuyên có hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tập trung vào khu vực cửa khẩu Cha Lo, tuyến đường 12A. Đẩy mạnh kiểm tra xử lý các vụ việc phức tạp, trọng điểm về buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, sử dụng thiết bị ghi hình, máy soi, container, di động và một số thiết bị chuyên dùng khác nhằm giám sát trực tuyến hàng hóa, phương tiện qua cửa khẩu. Bên cạnh đó, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh thu thập thông tin địa bàn liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phối hợp cùng với đơn vị chức năng áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát, ngăn chặn xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Chi cục Quản lý thị trường, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình tập trung kiểm tra, xử lý đối tượng, phương tiện nghi vấn vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo thông tin của tổ công tác và điều phối của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, được truyền cảm hứng từ tập phim cùng tên trong series phim hoạt hình Chúng tôi đơn giản là gấu, một nhóm gồm 3 bạn trẻ là học sinh lớp 8 ở thành phố Đồng Hới đã thực hiện một dự án truyền thông về bảo vệ môi trường có tên là Tokalai. Thay vì sử dụng túi ni lông, dự án này kêu gọi và khuyến khích mọi người sử dụng túi vải trong sinh hoạt hàng ngày để hình thành thói quen sử dụng đồ vật thân thiện với môi trường. Những câu hỏi lần này thì sẽ có khó hơn một tí so với những câu hỏi ở workshop lần 1. Nhưng mà tất nhiên thì những phần quà đi kèm mặc dù mới chỉ là học sinh lớp 8, thế nhưng cô bé Trang Nguyễn Diều Cầm đã có thể tự lên kế hoạch và tổ chức buổi workshop như thế này với mong muốn lan tỏa trong cộng đồng về ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh. Vào khoảng 2 tháng trước, em xem một tập phim của bộ phim hoạt hình We Bear Bears có tên tiếng Việt là Chúng tôi đơn giản là gấu, nói về ba anh em gấu cố gắng hòa nhập với thế giới loài người. Và có một tập rất là đặc biệt nói về cuộc sống với túi vải có tên là Toast Life, mà em vẫn hay gọi là to té lái. Anh em gấu ban đầu thì sử dụng rất nhiều bao ni lông, và sau khi nghe những người tuyên truyền là dùng túi vải sẽ có thể giúp một con hải lý xây đập, thì ba anh em gấu đã mua rất nhiều túi vải và từ đó là giúp mọi người biết bảo vệ môi trường hơn. Và tập phim truyền hình này đã khiến em nảy ra ý tưởng. Điều đặc biệt là khi tham gia workshop, các bạn nhỏ của chúng ta đã nói lên được hiểu biết của mình về những hành động chung tay bảo vệ môi trường. Cùng với đó là tự tay vẽ những bức tranh có chủ đề về môi trường với những gam màu yêu thích lên những chiếc túi vải. Em thấy vui. Em học hỏi được là mình phải dùng túi vải thay cho túi ni lông để bảo vệ môi trường. Mẹ em nói rằng đến đây để học và chơi. Em đã rất vui khi tham gia hoạt động này. Nó vừa có tính giải trí, vừa mang tính sáng tạo, và em đã được biết thêm rất nhiều điều về bảo vệ môi trường. Hiện tại, dự án Total Life có 2 sản phẩm túi vải để mọi người có thể lựa chọn. Đó là túi dành để đi chợ và túi dành để đi học, đi làm hoặc đi chơi. Không chỉ cho con em mình tham gia như một hoạt động ngoài khóa để có thêm những kỹ năng sống và hình thành thói quen sống thân thiện với môi trường, nhiều phụ huynh cũng đã tham gia và nhiệt tình ủng hộ dự án của các bạn trẻ. Những cái buổi như thế này là rất là bổ ích, tại vì đây là một cái cơ hội để mình có thể tuyên truyền các cái thông tin về bảo vệ môi trường cho các cái thế hệ trẻ, đặc biệt là đối với thế hệ học sinh. Bởi vì hiện tại thì vấn đề môi trường là vấn đề rất là nóng ở trên toàn cầu và cũng như ở Việt Nam mình. Cho nên là nếu như từ lứa tuổi học sinh mà học sinh hiểu được là thế nào phải bảo vệ môi trường, rồi là các cái túi ni lông là nó tác hại như thế nào đối với thì môi trường cuộc sống chúng ta, thì hành động của học sinh sau này sẽ rất là bổ ích. Hiện tại tôi là một cái túi để đi chợ dành cho các bạn nội trợ, mà túi vải, nói chung cái túi vải này là mình hạn chế rất là nhiều khi mà sử dụng cái túi ni lông. Trước hết bản thân mình sẽ là người thực hiện cái việc hạn chế sử dụng túi ni lông khi mình đi chợ. Thứ hai nữa là cũng muốn khuyến khích tuyên truyền cho tất cả các bạn nội trợ trên thành phố Đồng Hới này, nếu các bạn có quan tâm và cũng nên sử dụng túi vải này để đi chợ. Sắp tới, Diều Công và những người bạn của mình sẽ mở rộng dự án này tại các địa phương lân cận, sau đó là các trường học trên địa bàn, với mong muốn nhiều người hơn nữa, nhất là các bạn trẻ có ý thức sống thân thiện hơn với môi trường. Điều mong muốn lớn nhất của em sau khi mọi người tới đây thì mọi người sẽ có ý thức hơn, sau đó thì sẽ tuyên truyền với những người ở nhà và những người bạn của mình. Đặc biệt là ở tổ tài lái bọn em có chiếc túi dành cho những bạn nội trợ, những cái túi này thì không thấm nước và có thể bỏ cá tôm thịt vào. Sau đó thì khi đi chợ mọi người có thể cầm theo, và khi vào những gian hàng mua đồ không cần túi ni lông nữa.
ý nghĩ, ý thức chỉ cần bắt đầu ở những việc nhỏ nhất, không phải là những việc lớn có thể cứu thế giới được, mà chỉ là nhiều việc nhỏ kết hợp lại với nhau. Trước những bức thiết về ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu hiện nay, việc làm của các bạn trẻ này sẽ có phần thay đổi cách ứng xử của con người với môi trường sống xung quanh. Điều này cũng hết sức có ý nghĩa khi chính các bạn là những chủ nhân tương lai của đất nước. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình, đêm 23 ngày 24 tháng 8. Khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi. Đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm 64 đến 96%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm 65 đến 94%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm 74 đến 92%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm 65 đến 94%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm 72 đến 92%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ, độ ẩm 68 đến 78%. Khu vực thị trấn Quán Hào mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ, độ ẩm 67 đến 79%. Khu vực thị trấn Kiến Sang mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ, độ ẩm 69 đến 79%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 8, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm 60 đến 95%.